Huấn luyện chó cảnh báo cháy nổ. Khi chó phát hiện ra các nguồn khói và lửa, chó sẽ sủa cảnh báo. Và khi cách sủa, ta cũng huấn luyện cách sủa. Sủa dồn hoặc sủa khẩn cấp. Dùng các phương pháp để huấn luyện cách sủa cảnh báo khi có cháy nổ. Con ngáo này nha, nó không thích cắp một cái gì nhá, xưa nó không cắp đồ vật, không thích một cái gì nhưng tôi sẽ cho nó cắp. Đấy. Nếu mà không biết cách huấn luyện không bao giờ cắp. Con này sẽ cắp, tôi khẳng định sẽ cắp. Cắp hết. Đó lại cho nó. Lại cho một năm. Rồi, rồi. Rồi chặt. Rồi thôi, rồi. Rồi. Cắp. Yên. Rồi. Yên. Cắp rồi. Cắp rồi, cắp yên. Rồi chờ. Lại rồi. Một năm. Rồi được. Một. Rồi. Yên. Rồi chặt. Rồi yên. Cắp. Rồi, cắp rồi, cắp rồi. Cắp rồi. Nó lại không cắp một cái gì nhá. Ngồi yên. Ngồi yên. Chặt phết rồi. Rồi. Thôi được rồi. Siêu rồi. Rồi bỏ. Bỏ rồi bỏ. Lui. Rồi lui. Lui. Rồi lui. Rồi đứng. Năm. Rồi. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi rồi. Lui. Rồi lui. Rồi lui. Rồi ngồi. Đứng. Rồi, 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 rồ